Việt Nam là một trong những nước có giá trị đa dạng sinh học cao nhất của thế giới, với nhiều loài động vật hoang dã tuyệt đẹp mà nhiều người trong chúng ta chưa biết hết được. Nhưng nhiều khu rừng hiện nay là rừng lặng, không tiếng thú, vắng tiếng chim. Vì chúng bị săn bắt buôn bán, phục vụ sự tham lam, ích kỷ của con người. Ôi ô, lo lo. Trung tâm Save Việt Nam Wildlife có sứ mệnh ngăn chặn sự tuyệt chủng và phục hồi các loài động vật hoang dã nguy cấp tại Việt Nam. Trung tâm thực hiện 6 mục tiêu gồm cứu hộ, sinh sản bảo tồn, bảo vệ rừng, giáo dục, nghiên cứu và vận động chính sách. Có một con ra thôi. Những chiếc túi lưới này chứa TT, loài thú đang bị săn bắt nhiều nhất trên thế giới. Nhiều loài động vật hoang dã Việt Nam khác cũng chịu chung số phận như TT. Các cá thể động vật này đều rất yếu do bị mất nước, nhồi nhét thức ăn làm tăng trọng lượng hoặc bị thương do quá trình bẫy bắt. Nhóm phản ứng nhanh luôn sẵn sàng lên đường để kịp thời duy trì sự sống cho các cá thể động vật này. Con này chắc phải cấp cứu hơn rồi. Đặc biệt, nhóm 4 bác sĩ thú y luôn phải làm việc vất vả, gồm chữa trị, chăm sóc tại nơi cứu hộ và tại trung tâm cứu hộ từ 1 đến 3 tháng khi động vật được chuyển về. Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo phúc lợi tốt nhất cho động vật được cứu hộ. Ngay khi thành lập, chúng tôi hợp tác với Vườn Quốc gia Cúc Phương, đã cứu hộ và chăm sóc 1.435 cá thể TT và thú ăn thịt từ buôn bán trái phép. Đến năm 2017, chúng tôi mở rộng hợp tác với Vườn Quốc gia Pumat, xây dựng trung tâm cứu hộ đa dạng loài và đã cứu hộ được hơn 305 cá thể TT, linh trưởng, rùa và các loài thú nhỏ khác. Hơn 100 chuồng động vật hoang dã, 2 bệnh viện thú y, 1 khu bán hoang dã đã được xây dựng. Niềm vui lớn khi nhìn thấy gần 60% trong số này đã được tái thả về rừng thành công. Đáng tiếc, nhiều bạn động vật không thể tái thả được nên đã tiếp tục ở trung tâm và trở thành đại sứ giáo dục cho mọi người. Nhiều loài động vật hoang dã ở Việt Nam như cầy vằn, tê tê vàng và một số loài khác đã cận kề bờ vực tuyệt chủng. Các loài nằm trong chương trình sinh sản bảo tồn luôn được đánh giá kỹ lưỡng và có chiến lược rõ ràng để đảm bảo tính hiệu quả trong bảo tồn loài. Khi tiếng súng, tiếng chó săn hay tiếng kêu cứu tuyệt vọng của các động vật bị mắc bẫy còn vang vọng trong nhiều khu rừng ở Việt Nam, thì sự thôi thúc bảo vệ an toàn cho động vật tái thả càng cấp thiết hơn. Tháng 5 năm 2018, chúng tôi phối hợp cùng Vườn Quốc gia Pumat thành lập đội bảo vệ rừng Anti-Poaching gồm 7 thành viên và tăng lên 16 thành viên vào giữa năm 2019. Đây là lực lượng tiên phong tuần tra tại các điểm nóng khoảng 20 ngày mỗi tháng trong điều kiện thiếu thức ăn, không điện, không nhà, không internet. Sau một năm phối hợp với Kiểm lâm Pumat, nhóm Anti-Poaching đã đi tuần tra bộ 3.000 km. Xử lý 186 người vi phạm, phá hủy gần 4.500 bẫy và 434 lán trại trái phép, 9 bộ kích điện, tái thả 17 cá thể động vật tịch thu cùng hàng tấn lâm sản từ rừng. 5 thợ săn đã bị kết án tổng cộng 13 năm 6 tháng tù giam vì săn bắn trái phép. Các nỗ lực này đã góp phần giảm các hoạt động săn bắt tại Vườn Quốc gia Pumat. Chúng tôi đã tiến hành tổ chức 14 hội thảo cho chính quyền địa phương quanh Vườn Quốc gia Pumat nhằm tăng cường phối hợp và đưa ra kế hoạch chống săn bắt và buôn bán trái phép. Các hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức với mục đích thúc đẩy bảo vệ khu bảo tồn trọng điểm của Save Vietnam's Wildlife và giảm nhu cầu sử dụng động vật hoang dã. Chúng tôi đã trực tiếp phỏng vấn hơn 13.000 người và hàng trăm hiệu thuốc đông y, nhà hàng buôn bán động vật hoang dã và gần 2.000 hộ gia đình sống gần rừng. Các nghiên cứu này chỉ rõ nhiều người Việt Nam thiếu nhận thức về giá trị của động vật hoang dã cũng như có nhu cầu sử dụng cao.
để bảo vệ vườn quốc gia Pumat, chúng tôi tổ chức hội thảo nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi săn bắt của hơn 1.100 người dân, trong đó phần lớn là thợ săn, cùng họ tìm ra các giải pháp thay thế phù hợp. Chúng tôi xây dựng trung tâm giáo dục thú ăn thịt và TT đầu tiên của Việt Nam tại vườn quốc gia Cúc Phương. Trung tâm trực tiếp tổ chức cho 8.156 học sinh nghèo quanh rừng được khám phá rừng và tìm hiểu động vật hoang dã lần đầu tiên trong đời, hướng đến việc nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên, yêu động vật trong trẻ thơ và truyền tải thông điệp đến các phụ huynh không sử dụng hoặc săn bắt động vật hoang dã. Chúng tôi cũng trực tiếp tập huấn nâng cao năng lực về thực thi pháp luật, cứu hộ động vật và nghiên cứu cho 2.429 cán bộ nhà nước, trung tâm cứu hộ và sinh viên. Nhiều chiến dịch nâng cao nhận thức, giảm sử dụng động vật hoang dã đã được chúng tôi triển khai nhiều khu vực trong cả nước. Ngoài các nghiên cứu xã hội, nhóm nghiên cứu của chúng tôi triển khai các hoạt động ngoài thực địa nhằm đánh giá sự sống sót của động vật sau tái thả, sự thay đổi quần thể cũng như tình trạng bảo tồn các loài trọng điểm. Chúng tôi đã nghiên cứu 10 cá thể TT Java có gắn thiết bị theo dõi và cá thể theo dõi lâu nhất là 8 tháng. Đây là thời gian theo dõi dài nhất với loài này. Cán bộ nghiên cứu của trung tâm đã trực tiếp đặt 272 bẫy ảnh tại 136 điểm trong vườn quốc gia Pumat và ghi nhận nhiều loài quý hiếm như TT, cầy vằn, gấu, thỏ vằn và các loài động vật khác. Các chương trình bẫy ảnh tiếp tục được thực hiện tại vườn quốc gia Cát Tiên và vườn quốc gia Pumat. Chúng tôi phối hợp với Đại học Washington sử dụng chó huấn luyện tìm kiếm TT vàng ngoài tự nhiên, nhưng không đạt kết quả, mà chỉ duy nhất tìm được TT Java. Những kết quả bảo tồn trực tiếp ở trên là tiền đề để chúng tôi thúc đẩy thay đổi các văn bản pháp luật và chính sách bảo tồn loài chưa phù hợp. Trung tâm đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch hành động TT và cầy vằn ở Việt Nam và trong khu vực, cũng như đóng góp một phần vào việc đưa cả 8 loài TT lên danh lục 1 của Công ước CITES. Trung tâm tham gia hỗ trợ các cán bộ và chính phủ thay đổi luật, nghị định, thông tư và đưa vào thực thi, tăng mạnh khung hình phạt đối với các hành vi săn bắt, buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật. Những kết quả trên là sự nỗ lực của hơn 50 nhân viên Save Vietnam Wildlife cùng sự hỗ trợ của Ban Cố vấn, Vườn Quốc gia Pumat, Vườn Quốc gia Cúc Phương và nhiều đối tác khác. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp từ hàng ngàn cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế. Mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của quý vị đối với Save Vietnam Wildlife.